Có bạn Thông Xoáy Ca đặt câu hỏi: anh ơi, anh chỉ cách tóc dưỡng tóc sai pass à, em mới uốn được 1 tuần. Thì đối với tóc uốn, khi mà mình uốn xong ấy thì rất có thể nó sẽ bông và nó khô, thì mình sẽ sử dụng cái phục hồi tóc này. Khi mà mình gội đầu xong ấy, mình sẽ sử dụng cái phục hồi tóc này thay cho cái dầu xả, mình ủ khoảng 15-20 phút gì đấy thì ra sấy nó sẽ rất là mềm mà nó sẽ rất là dễ chịu, mà nó cung cấp cái độ ẩm, tóc anh em nó đỡ bị khô. Còn đối với này, khi anh em đã sấy khô rồi ấy, mà anh em muốn dưỡng khô ấy, thì anh em sẽ sử dụng thêm tinh dầu nhé. Đấy, 1 đến 2 giọt tùy vào cái lượng tóc của anh em sấy khô hết rồi. Đấy, sau đó là giỏ 1 2 giọt nó vuốt đều lên tóc là được. Đấy, nó rất là thơm mà nó mềm tóc, cũng như là nó đỡ bông tóc, bởi vì tóc uốn nó hay bị bông. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em một số những cái bước cơ bản để mà anh em ở nhà anh em gội đầu, anh em sấy làm sao để biết cách sấy cho nó đẹp, kể cả với những cái bạn mà không uốn tóc nhé, mà muốn tạo những cái lớp tóc sai pass nhé. Thì đầu tiên là anh em gội đầu, anh em cứ sấy khô hẳn đi, gần như khô, để anh em phải biết cái kẹp tay này, sấy nước nóng nhé. Đấy, kẹp cái tay này, đấy, dí vào đây này cho nó phồng lên. Đấy, bên cạnh thế kẹp cái tay của mình này, dí vào đây cho nó phồng lên. Đấy, cứ làm như vậy vài vài bước đấy, nó có lớp là được. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ sử dụng cái, mình trụm vào cái tay và cái đường ngôi của mình này, biết đường ngôi ở đâu của mình ở đâu thì mình trụm vào đấy, giữa đường ngôi nhá. Đấy, mình cứ vuốt lên như thế này, đấy, vuốt lên như thế này, vuốt lên như thế này, vuốt lên như thế này. Đấy, anh em hiểu chưa? Đấy, thì anh em cứ làm như thế dần dần ấy, một thời gian ấy, tóc của mình, sai pass của mình ấy, nó sẽ có cái lớp. Bởi vì linh hồn của cái tóc sai pass là cái mái của mình này, nó có cái độ vòm đẹp là được. Còn những cái chỗ khác không không cần biết, những chỗ khác thì mình chủ yếu mình phải làm gọn, thì lúc đấy mình sẽ sử dụng thuốc ép sai này. Đấy, để mình làm cho nó gọn, cũng như cái gáy cho nó gọn, nó bám vào cái là đẹp. Đấy, thì chỉ cần những cái bước như thế thôi là nó tạo ra những cái tóc sai pass rất là đẹp rồi nhá. Đấy, ngoài ra là khi đội nón bảo hiểm hay làm gì thì anh em phải vuốt nó lên, rồi anh em đội mũ lên, chứ đừng để cái tóc của mình ngôi như này, mình đội như này nó bẹp. Đấy, anh em phải vuốt ngược cái tóc về sau như này cho nó là bội đội nó lên. Thì anh em làm như thế thì cái tóc của mình nó sẽ giữ được cái lớp, mà nó giữ được cái độ phồng của mái nhá, nó không bị bẹp đầu. Đấy, thì đó là những cái bước cơ bản để mình hướng dẫn chia sẻ với anh em, để anh em tham khảo thêm để mà dưỡng cái tóc sai pass làm sao cho nó đẹp. Đấy, ngoài ra bạn nào cần tư vấn về sản phẩm thì cứ inbox trực tiếp Zalo cho mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn nhé. Rồi, cảm ơn anh em.